Một nữ ca sĩ đang đứng trước những cơ hội lớn trong nghề, điều mình đã mơ ước cả đời, nhưng đã chấp nhận rời bỏ để đi theo tiếng gọi của tình yêu, của hạnh phúc gia đình, để rồi cô lại có những lựa chọn, những ngã rẽ mới mà mình chưa từng nghĩ đến. Cùng chào đón khách mời tiếp theo của Đời Nghệ Sĩ, một tiếng hát ngọt ngào của dòng nhạc trữ tình, ca sĩ Ngọc Liên. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Đời Nghệ Sĩ với khách mời ca sĩ Ngọc Liên phát sóng vào lúc 19:15 Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 trên VTV9.